À, bộ ly hợp đâu rồi? Ai lấy mất cái bộ ly hợp trên xe tôi rồi? À, bộ ly hợp của tôi đâu? Em đừng tìm nữa, xe của em không có bộ ly hợp đâu. Ơ, à, anh buồn cười nhở? Xe em mới mua, làm sao mà không có bộ ly hợp được? Má ơi, xe của em là xe số tự động, lên hộp số không có bộ ly hợp. Thế à? em lại cứ tưởng là nó giống xe cũ. Thế thôi, không có gì thôi, mình đi thôi. Ô, ôi, từ từ em ơi. Tự dưng em làm anh thấy hoang mang quá. Em để anh hỏi em trách nhiệm vài câu cho an tâm được không? Ừ, ok, anh hỏi đi ạ. Thế chân nào chân ga? Đây. Thế chân nào chân phanh? Đây. Chân bên phải là chân thắng. Đây. Thế chân nào chân ga? Đây. Hả? Hê hê, cái gì mày hê? Lái xe số tự động ý, thì chân phải vừa là chân thắng cũng là chân ga, chứ không phải lái xe bằng cả hai chân, nhớ chưa? Thế ạ? Bỏ chân trái ra đi đi. À, anh đợi em một chút. Em làm gì đấy? À, em chuẩn bị công tác an toàn một chút đấy mà. Hả? Đi thôi anh. Hả? Xuống xe. Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xuống xe để tao lái. Chứ mày mà lái xe, tao sợ là tao đang xuất khỏi server của trái đất mất. Sao? Em lái được mà, để em lái. Im ngay. Mày mà lái xe, bố tao không dám lái. Lái xe mà đeo kính dâm đúng bảo hiểm này thấy đâu mà lái. Đi vào. Sợ thật đấy.